Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đã được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục sản xuất, thì vấn đề đặt ra là phải giải quyết việc làm, đảm bảo số lượng lao động cung ứng trở lại cho thị trường lao động. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Người Đưa Tin Pháp Luật tại Ninh Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Sau thời gian thực hiện giãn cách theo quy định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa chống dịch COVID-19. Dù vậy, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không có nguyên liệu sản xuất và gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên đã bố trí cho người lao động nghỉ việc luân phiên hoặc cho người lao động ngừng việc. Điển hình như trường hợp của chị Bùi Thị Khuyên ở xã Gia Thủy, huyện Nho Quan. Trước đây, chị làm việc cho một công ty may nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công ty đã cho chị tạm thời nghỉ việc. Nhưng mà mình làm vì công ty nó không có việc, vì do dịch bệnh COVID là công ty không có việc là công ty cho nghỉ. Về trước nghỉ trước hợp đồng là về nhà là đợi công ty cũng nói là nếu công ty có việc thì công ty cũng gọi đi làm, nhưng mà hiện bây giờ là vẫn chưa có việc. Chờ lâu cũng sốt ruột, nhưng mà ông nội xuống dưới đằng Gia Vân xin việc, nhưng mà công ty có lấy người, nhưng người họ lấy ít tuổi, thì lấy từ 18 đến 35 thôi. Tôi đây thì tôi quá tuổi rồi nên nó khó xin việc, nên chờ chỉ có chờ công ty cũ. Không chỉ có chị Khuyên, nhiều người lao động khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, sản xuất giày, lâm vào tình trạng khó khăn từ khâu nhập nguyên vật liệu đến việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Một số đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân sự, phân công ca làm việc luân phiên. Hiện tại, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, các đơn vị đang nỗ lực khôi phục sản xuất, tìm kiếm nhiều đơn hàng, đa dạng hóa các mặt hàng cho phù hợp với thị trường để tạo việc làm ổn định cho người lao động. Nhiều công nhân được quay trở lại làm việc, ai cũng vui mừng phấn khởi, mặc dù lương còn thấp, nhưng qua khảo sát, mọi người đều muốn gắn bó với công ty, doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong thời gian nghỉ dịch thì vẫn được công ty hỗ trợ một chút ở đấy, nên là vẫn muốn gắn bó với công ty này làm việc, và mong muốn là nhanh chóng vượt qua cái thời gian khó khăn này, để cho mọi người có công việc đầy đủ để kiếm thêm thu nhập. Thì hiện tại thì sau cái đợt dịch thì hàng hóa thì đã nguyên phụ liệu đã được tập kết lại về nhà máy và đã ổn định được sản xuất. Qua đó thì cũng là tạo việc làm cho công nhân cũng như là tuyển mới các cái nguồn lao động mới trên địa bàn đây để vào đảm bảo cái kế hoạch sản xuất hàng cho vụ mới. Chỉ riêng tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Bình đã có 1.195 người nộp hồ sơ làm các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Qua đây, chứng tỏ số lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là rất lớn. Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Trung tâm đã nhanh chóng tổ chức sàn giao dịch việc làm cho các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kết nối việc làm cho những người đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng khắc phục thiếu hụt lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và người lao động đến giải quyết chế độ chính sách một cách nhanh chóng và kịp thời, thì chúng tôi cũng đã lên xây dựng phương án về hình thức đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội chi trả. Sắp tới thì chúng tôi sẽ sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm chuyên đề về xuất khẩu lao động cũng như là các cái phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện và thành phố để nhân dân và người lao động biết được các cái quyền lợi, chế độ chính sách cũng như là các cái đề án và cái mức hỗ trợ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban dân tỉnh tại các cái đề án về xuất khẩu lao động của nhà nước, cũng như là các cái chế độ đãi ngộ về hình thức vay vốn để nhân dân biết và tham gia. Tỉnh Ninh Bình có 546 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với trên 20.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó có 5.287 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 9.286 lao động phải ngừng việc, 14.522 lao động bị ảnh hưởng như làm việc cầm chừng, làm không đủ công.
thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ninh Bình đã và đang đẩy nhanh tiến độ, ra soát để thực hiện chi trả đợt 2 đối với các nhóm đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp gặp khó khăn đã dần trở lại khôi phục sản xuất, lao động đã đi làm trở lại. Thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, giải quyết việc làm cho những người đang thất nghiệp, chưa tìm được việc làm. Đẩy nhanh tiến độ chi trả chế độ chính sách trợ cấp của nhà nước để giúp người lao động giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.